Xin chào, bạn nào đang xem video thì thử like một cái cho tôi biết là các bạn đang coi video của tôi được không nhỉ? Video ngày hôm nay sẽ có rất nhiều cơm chùa, nên là bạn nào không muốn ăn thì cũng phải chịu nha. Tôi là tôi cũng ăn ngập mồm mấy hôm nay rồi á. Thôi, bắt đầu nè. Câu 1, đây là ai ta? Lông mi và quả đào thì đáp án tất nhiên là Sammy Đào đúng không các bạn? Ai là fan của Sammy Đào thì like video điểm danh cái nhỉ? Và theo bạn thì Sammy Đào và mèo Simi ai có nhiều fan hơn? Của Simi hay là Sammy? Chứ chị thấy nhiều bạn anti fan của mèo Simi comment vào video của chị quá trời quá đất, nói chị thiên vị không làm video về Sammy Đào. U là trời, thế tôi phải làm sao thì mới rửa lòng các bạn đấy? Câu 3, anti fan gọi mèo Simi là gì? Cái tên mèo Simang mà Antifan gọi mình, mèo Simi đã có phản ứng bất ngờ khiến Antifan cứng họng. Cô nàng không hề khó chịu trước cái tên này mà thậm chí còn lấy làm thích thú. Mèo Simi không ngại dùng cái tên này để trêu đùa với mọi người trong team. Cơ mà có một thành viên của Hero Team rất là không thích bị gọi biệt danh là con bóng Bình Dương. Đố bạn, đó là ai nhỉ? Anh Phong Cận hay anh Kyron? Bóng Bình Dương chính là anh Phong Cận. Đây là biệt danh mà chính anh ấy đã thốt ra khi đang chơi game cùng anh Vịt. Giờ thì hối hận cũng không kịp, chỉ biết là anh ý không thích bị gọi là con bóng Bình Dương nha. Bạn nào nhây trêu ổng là ổng quạo á. Cũng biết anh Phong Cận và chị Sammy Đào là một đôi, nhưng bạn có biết ai là thuyền trưởng đẩy thuyền Sam Phong không nè? Bạn nghĩ anh Kyron là thuyền trưởng hả? Không bé ơi, anh Kyron chỉ là người giúp anh Phong Cận và chị Sammy Đào gặp nhau thôi, chứ thuyền trưởng đẩy thuyền Sam Phong lại là anh Vịt đó nha. Trưởng nhóm mãi đỉnh, mới tội vẫn chưa có người yêu. Anh có một câu hỏi. Giữa Siro và Kyron, em chọn ai? Kyron. Really nigga. Giữa Kyron và Yabun em chọn ai? Kyron. Giữa Kyron và Mai Đen em chọn ai? Kyron. Khó nè. Giữa Kyron và Simi em chọn ai? Kyron. What? Kyron và Kamu em chọn ai? Kyron. Kyron và Meme. Kyron. Giữa Kyron và Sammy em chọn ai? Kyron. Nhanh. Chúng ta là bánh rừng nữa hả? Làm sao thế được nha. Sammy. Câu 6, cơ mà bạn có biết anh Vịt và chị Sammy ai là người đã nói lời yêu trước không nhỉ? Trong quãng thời gian một tuần đi cùng anh Kyron ra Huế thăm chị mèo Simi, anh Phong Cận đã gặp và ở cùng với hai chị em Sim Sam. Lúc này, anh Phong Cận đã có tình cảm với chị Sammy Đào và ngày cuối cùng ở Huế, anh Phong Cận đã quyết định nói lời yêu với chị Sammy Đào đấy. Anh trong chiếc quần âu đen, em vây cưới nằm dâu bên bên, xanh bước bên âu, em
Bạn có biết chị Sammy đã phản ứng như thế nào với lời yêu của anh Phong Cận không nè? Từ chối, đồng ý hay muốn suy nghĩ thêm? Chọn đáp án là gì ấy nhỉ? Trừ fan của cặp đôi Sam Phong, ai mà lại không biết chị Sammy đồng ý yêu anh Phong đúng không nào? Anh Phong đã từng nói cảm thấy rất may mắn khi ngỏ lời yêu với Sammy đã được chị ấy đáp lại. Chứ nếu mà chị Sammy không đồng ý thì anh Phong khóc 6 ngày 6 đêm luôn ha. Chị Sammy Đào là bao nhiêu? Sammy Đào có chiều cao 1m63, nhưng với phong cách thường ngày thì nhiều người cứ lầm tưởng chị ý là một con búp bê lùn 1m50 á. Có bạn nào cao bằng chị Sammy chưa nhỉ? Like video và bình luận chiều cao của bạn xuống phần comment đi nào. Anh Phong Cận cao hơn chị Sammy bao nhiêu cm? U là trời, anh Phong Cận cao nhất Hero Team với chiều cao 1m83. Anh Phong cao hơn chị Sammy 20cm lận á. Thế nên là nhìn anh Phong với chị Sammy cứ giống như con chim cánh cụt với chú khủng long siêu to khổng lồ. Ai u mê cặp đôi này thì like video đi. Chị Sammy Đào trong điện thoại là gì? Fan cứng của Sam Phong đầu hết rồi nhỉ? Bạn đã biết biệt danh mà anh Phong đặt cho chị Sammy trong điện thoại là gì chưa? Nếu chưa thì hãy xem hết video này nhé. Sammy tên là gì thì mình sẽ cho bạn xem. Có nên cho xem không nhỉ? Mình sẽ quay màn hình ra, xong mình sẽ che màn hình lại thật là nhanh để cho bạn. Hello anh Phong mặt cười. Ok, đây mình sẽ cho bạn xem. Đây là tên của mình, lưu tên Sam trong điện thoại. Giơ lên cái up lại liền. U là trời, vợ yêu đồ ha. Này là nôn cưới lắm rồi á. Có tật xấu gì bạn nhỉ? Có thể nói Hero Team là một team có những giấc ngủ bất ổn. Chiron thì ngủ ngáy siêu to, Phong Cận thì ngủ trễ, Camui thì ngủ bất chấp, còn Sammy Đào thì ngủ gác chân. Không chỉ vậy, chị ấy còn đạp cho người khác rơi xuống giường luôn. Ai mà ngủ cùng chị Sammy thì đúng là bão táp mưa xa luôn á. Câu 12, hiện Hero Team đã có thêm một cặp đôi mới, đó là Mr. Vịt, Camui hay Siro, Ruby nhỉ? Của Hero Team mấy này vui quá là vui vì đã có thêm một cặp đôi nữa xuất hiện là Siro và Ruby. Hai anh chị đã có nghi vấn hẹn hò từ lâu nhưng gần đây mới chính thức công khai nè. Còn anh Vịt với chị Mui thì vẫn chưa lên tiếng nhở. Bạn nào đẩy thuyền Camui Mr. Vịt thì comment điểm danh nha. Nhiều lần chìm đắm với ánh mắt của nàng, rồi kìm nén với cảm xúc ngỡ ngàng, và rồi lại nhớ tới ký ức của mình nên thôi không cần phải yêu chị.
Câu 13. Ai là thuyền trưởng của cặp đôi Siro, Ruby, chị mèo Simi hay anh Phong Cận? Thuyền trưởng của cặp đôi Ruro chính là chị mèo Simi nha. Bạn nào cùng thuyền với chị Simi không nhỉ? Like video để điểm danh những anh em đẩy thuyền thành công nhất Hero Team nào. Hai ba con mực, anh yêu em cực, yêu em cực. Ba chơi tăng lực, yêu em căng cực, yêu em cực. Không cho em bực. Câu 14. Vậy theo bạn thì trong số ba cặp đôi của Hero Team, cặp đôi nào có nhiều fan nhất? Là fan của cặp đôi nào thì hãy bình luận xuống phần comment để chị tổng hợp tất cả những comment và đưa ra kết quả số lượng fan của các cặp đôi trong Hero Team ở video sau nhé. Bình luận xong thì đừng quên like video, subscribe kênh và chia sẻ video này đến cho bạn bè để được nhận quà Tết từ chị Kính Đấu Vui nha. Cuối cùng nè, bạn muốn chị Kính tặng quà gì cho các bạn trong mini game Tết 2023 nhỉ? Ba lô, áo phông hay đồ dùng học tập? Bạn muốn chị Kính tặng quà gì thì nhanh tay bình luận ngay xuống phần comment nhé. Chị Kính sẽ chuẩn bị thật nhiều quà cho các bạn fan nè. Mãi yêu! Thử thách cầm cười tập 1. Yeah!